Kính thưa quý vị, có lẽ lịch sử nước Nam ta, thời Trần, đặc biệt ở thời kỳ đầu là một trong những thời kỳ hào hùng nhất của dân tộc, và cuộc kháng chiến 3 lần chống quân Nguyên Mông là cuộc kháng chiến để lại nhiều dấu ấn khó phai nhất trong lòng người Việt. Đây cũng là giai đoạn quy tụ nhiều anh hùng, hào kiệt vào bậc nhất, nhì trong suốt chiều dài lịch sử nước nhà. Họ chính là những người đã góp phần tạo nên hào khí Đông Á bất diệt ngày nào. Giai đoạn nhiều kịch tính ấy đã được hai tác giả Phan Kế Bính và Lê Văn Phúc bằng tấm lòng mang nhiều tâm huyết với lịch sử nước nhà tái hiện một cách trọn vẹn trong tác phẩm Hưng Đạo Vương. Sau đây, mời các bạn đón nghe Hưng Đạo Vương của hai tác giả Phan Kế Bính và Lê Văn Phúc. Hồi thứ nhất. Nhân dịp biến, anh hùng xuất hiện, ỷ thế to, đạo khấu tung hoành. Trải xem xưa nay, nước Nam anh hùng hào kiệt cũng nhiều, mà anh hùng lại thường nhân lúc biến loạn mới hiện tiếng. Về thời trước, như Ngô Quyền, Đổng Thiên Vương, Bố Cái Đại Vương, Đinh Tiên Hoàng, hai vị Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lý Thường Kiệt, tuy so với thế giới thì chưa thấm vào đâu, nhưng trong một thời làm nên công nghiệp kinh thiên động địa cho dân, cho nước được nhờ, thì cũng lưu được tiếng thơm về sau, khiến cho ai ai nghe thấy chuyện phải kinh, phải trọng, phải yêu, phải mến, mà đúc nên được một cái hồn tỉnh táo trong cõi Nam Việt. Từ khi những bậc anh hùng ấy quá vãng, non nước trải bao thu, kế đến nhà Trần mới lại có một tay đại anh hùng xuất thế. Triều nhà Trần, lòng trời mở vận Đông A, tổ tích phát tại làng Tức Mặc về huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Vua Thái Tông thay ngôi nhà Lý, ngài là một vị minh quân, lại nhờ có văn võ trăm quan, hết lòng phò tá. Từ khi lên ngôi đến bây giờ, ngoại 30 năm, bốn phương yên ổn, trăm họ vui vẻ thái bình. Bấy giờ bên Tàu đang thời vua Lý Tông nhà Tống. Nhà Tống lúc ấy đang vận suy nhược, mà vận nhà Nguyên sắp lên. Nhà Nguyên thì vốn là giống Mông Cổ. Vua Thế Tổ nhà Nguyên tên là Hốt Tất Liệt đang lúc cường thịnh, binh hùng tướng dũng, nay đánh Kim, mai lấn Tống, chỉ chăm một việc mở mang bờ cõi. Trong năm Đinh Tỵ, niên hiệu Nguyên Phong thứ 7, tức năm Bảo Hữu thứ 5 nhà Tống, lịch Tây là 1257 sau Thiên Chúa Giáng sinh. Tướng Mông Cổ tên là Ngột Lương Cáp Thai, nhân vừa bình định xong đất Đại Lý, tức là đất Vân Nam, tháng 8 kéo quân tràn sang phận Hưng Hóa nước Nam. Chúa trại Quy Hóa tên là Hà Khuất vội vã sai người chạy ngựa phi báo về kinh đô Thăng Long, tức Hà Nội. Bữa sau, vua Thái Tông khai trầu, trăm quan áo mũ lạy trước sân rồng, tung hô 3 tiếng, rồi có Thái sư tướng quốc là Trần Thủ Độ, là chú vua, ra ban tâu rằng: Tâu bệ hạ, nay có chúa trại Quy Hóa báo tin rằng quân Mông Cổ tràn vào phận Hưng Hóa, xin thánh chỉ phán cho làm sao. Mặt rồng nổi giận, phán rằng: Mông Cổ vô cớ dám lấn vào cõi ta, chẳng hay văn võ các ngươi có ai ra phòng ngữ được cho trẫm không? Có một vị vương bước ra tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thần xin cất quân ra phòng ngữ. Vua nhác trông ra, thấy một vị mắt phượng, môi son, trán cao, hàm én, oai phong dũng mãnh, tướng mạo khôi ngô, mới gần chạc 30 tuổi. Vua cả mừng nói rằng: Nếu cháu có bụng can đảm như thế, vậy thì cho cháu cất quân đi, nhưng ra đó mà liệu thế không chống nổi, thì lập tức phi báo về cho trẫm biết. Vị ấy mừng rỡ lạy tạ trở ra, các quan đều trông mặt, thì là Hưng Đạo Vương ngài họ Trần, úy Quốc Tuấn. Phụ thân ngài là An Sinh Vương Liễu, tức là anh ruột vua Thái Tông. Mẫu thân là An Sinh Vương Phu Nhân, úy Nguyệt. Khi trước, phu nhân có mơ thấy một ông thần tinh vàng tướng ngọc, tự xưng là Thanh Tiên Đồng Tử, phục mệnh Ngọc Hoàng ban cho kiếm ấn và đủ tam tài ngũ bảo xuống xin đầu thai, nhân thế có mang. Đến khi sinh ra ngài, gió thơm ngào ngạt, ánh sáng rực nhà. Cách hôm sau có người đạo sĩ đến nói rằng: đêm qua tôi coi thiên văn, thấy một vị tướng tinh xa xuống ở đây, vậy tôi xin đến bái kiến. An Sinh Vương đưa ngài ra cho đạo sĩ xem. Người ấy xem xong nói rằng: quý hóa, vương tử mai sau tất yên được dân, cứu được đời, làm vẻ vang cho nhà nước. Ngài đầy tuổi đã biết nói, lên 6 tuổi đã biết bày bát trận, làm thơ ngũ môn, thông minh khác chúng. An Sinh Vương kén những người có tài dạy ngài học. Ngài học đến đâu, thông đến đấy, xem rộng các sách, mà học thì cốt trọng trung hiếu làm đầu. Lại kiêm tập cả nghề võ, thường bàn thao lược với triều văn vương Nhật Duật, con thứ 6 vua Thái Tông, đêm ngày không biết chán. Hai anh em rất tương đắc với nhau. Có khi hầu vua giảng sách trong tòa kinh diên, giảng bài nghĩa lý, ứng đối như nước chảy. Khi nào nhàn thì tập bắn, lại thường đem lục thao, tam lược của Thái Công, Tử Phòng, diễn làm trận đồ để dạy các tướng. Ngài xử với người bề dưới thì hiền từ, tiết kiệm, khoan dung, đó là tam tài. Dùng người thì kén người trí mưu, nhân hậu, dũng lược, trung thực, tin cẩn, đó là ngũ bảo. Cho nên các tướng sĩ, nhiều người vui lòng theo với ngài. Hưng Đạo Vương có 4 con cả là Hưng Võ Vương Trần Quốc Nghiễn, thứ hai là Hưng Hiếu Vương Quốc Uy. Hai vị bấy giờ đã 15, 16 tuổi, giỏi nghề cung ngựa, sức lực hơn người. Còn thứ ba là Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng, còn thứ tư là Hưng Chí Vương Quốc Nghê. Hai vị này thì mới 12, 13 tuổi, còn đang học hành. Lại có một cô con gái tên là Trinh và một cô con nuôi tên là Nguyên. Hai người tuy còn nhỏ nhưng nhan sắc trông đã xinh giòn, cũng đang học nghề nghiên bút. Ngài lại có 5 tướng bộ hạ cực giỏi. Một người là Dã Tượng, sức khỏe như voi. Một người là Cao Mang. Một người là Đại Hành. Một người là Nguyễn Địa Lô. Ba người ấy cũng võ nghệ cao cường, muôn người khôn địch. Một người họ Yết, tên Kiêu, tự là Hữu Thế, người ở làng Hạ Bì, tỉnh Hải Dương. Khi trước, thường vác cuốc ra bãi biển, thấy hai con trâu trắng ở dưới biển, lên chọi nhau trên bãi cát. Một hôm, Yết Kiêu ngồi rình, cầm cuốc đánh vào đầu trâu. Trâu chạy nhào cả xuống biển. Yết Kiêu giơ cuốc xem, thì có lông trâu dính đầu cuốc. Yết Kiêu cho là của quý, nuốt ngay vào bụng. Từ bấy giờ, sức khỏe lạ thường, lội dưới nước như đi trên mặt đất. Khi ấy, Hưng Đạo Vương phụng mệnh về nhà thu xếp đồ khí giới, chia quân làm hai mặt, sai Dã Tượng dẫn một đạo đi đường bộ, Yết Kiêu dẫn một đạo đi đường thủy. Ngài dẫn hai con là Hưng Võ Vương, Hưng Hiếu Vương và các tướng đi sau. Tháng 9 năm ấy, trống vang trời, cờ dập đất, ba đạo quân tự thành Thăng Long kéo lên mặt Hưng Hóa. Tướng tiên phong là Dã Tượng đến trước, cắm đồn lập trại, chia giữ các nơi. Cách vài 3 ngày, Hưng Đạo Vương dẫn đại quân cũng đến nơi. Ngột Lương Cáp Thai nghe tin đại quân chia làm hai ngả kéo đến, liền sai phó tướng là Xích Tu Tư dẫn quân đánh mặt thủy, còn mình thì dẫn quân đánh mặt bộ. Hưng Đạo Vương dàn trận, sai Dã Tượng ra khiêu chiến. Dã Tượng cắp đao phi ngựa ra trước trận, thét to lên rằng: bớ quân khuyển dương kia, sao dám vô cớ xâm phạm vào nước ta? Ngột Lương Cáp Thai nổi giận, sai tên kiêu tướng là Áo Lỗ Xích múa thương ra địch. Hai tướng đấu với nhau hơn 100 hiệp, chưa rõ được thua. Bỗng dưng trong trận Ngột Lương chống nổi ầm ầm, quân Mông Cổ chia làm hai mặt tràn đến như nước vỡ đê. Hưng Đạo Vương vội vàng chia quân ra địch, nhưng quân mình ít, quân Mông Cổ thì nhiều. Hưng Đạo Vương liệu bè cự không nổi, rút quân chạy về Sơn Tây. Quân Mông Cổ thừa thế đánh tràn mãi xuống sông Thao mới đóng quân. Yết Kiêu nghe tin đại quân lui về Sơn Tây cũng thu thuyền lui về. Xích Tu Tư đuổi không kịp, liền hợp với quân Ngột Lương Cáp Thai. Hưng Đạo Vương đóng quân ở Sơn Tây, sai người về kinh đô cáo cấp. Vua Thái Tông được tin cả kinh, hội quần thần lại thương nghị, rồi truyền chỉ ngự giá thân chinh. Sáng hôm sau, sai kén 10 chiếc thuyền rồng cực to và 300 chiếc thuyền, vua dẫn quân Thánh Dực, tức là quân Ngự Lâm làm trung quân, thái sư là Trần Thủ Độ và tướng quân là Nguyễn Khoái dẫn tả quân, thái úy là Trần Nhật Hiệu và tướng quân là Trần Bình Trọng dẫn hữu quân. Mỗi cánh dẫn 100 chiếc thuyền, 3.000 quân sĩ. Lê Phụ Trần dẫn 20 chiếc thuyền làm tiên phong. Thượng tuần tháng Chạp, chiếc thuyền kéo từ sông Phú Lương, tức sông Nhị Hà, lên mạn sông Thao, đem quân lên bộ dàn trận. Ngột Lương Cáp Thai dẫn quân ra đánh. Vua xông pha mũi tên hòn đạn, đốc thúc các tướng vào đánh. Tướng tiên phong là Lê Phụ Trần, một thương một ngựa, xông thẳng vào trận giặc đánh giết. Ngựa đến đâu, quân Mông Cổ rẽ ra đến đấy. Tuy vậy, quân Mông Cổ bấy giờ đang mạnh thế quá, các tướng đánh cũng hằng nhưng vẫn kém thế. Một hồi lâu, quan quân dần dần đúng thế phải lui. Vua dẫn quân xuống thuyền chạy về, sai Lê Phụ Trần đi đoạn hậu, giặc cũng kéo xuống thuyền đuổi theo. Tên bắn như mưa, Phụ Trần cầm một mảnh ván thuyền đỡ tên, thuyền vua chạy được thoát. Hưng Đạo Vương trông thấy thế giặc to quá, liệu bè giữ thành không nổi, cũng rút quân về. Quan quân lui về đến đâu thì giặc thừa thế đuổi tràn đến đấy, dần dần tràn xuống đến sông Phú Lương. Ngột Lương Cáp Thai vào phá kinh thành, thấy 3 người sứ giả bị giam trong ngục, người nào cũng trói bằng chạc tre, lăn vào trong thịt. Nguyên là sứ của Mông Cổ, sai đến dụ hàng, mà vua không nghe, giam lại ở đấy. Quân Mông Cổ cởi trói cho 3 người ấy, thì một người bị đau mà chết. Ngột Lương Cáp Thai giận lắm, nghiến răng mà nói rằng: "Ái chà, ai ngờ quân Nam Việt độc dữ làm vậy. Xưa nay hai nước đánh nhau, không giết sứ giả bao giờ, mà nỡ xử tệ ác thế." Lập tức truyền quân sĩ, cho làm cỏ nhân dân trong thành. Thương hại thay, già trẻ trăm họ bấy giờ, tóc bạc, đầu xanh, làm gì nên tội. Chẳng may gặp phải quân hung ác, giận cá chém thớt. Nó biết trách người xử tệ, mà nó xử tệ lại gấp trăm, gấp nghìn. Xưa nay an nghiệp sung sướng nhường nào, mà bỗng dưng người bị đâm, kẻ bị chém, người già, con trẻ cũng mắc phải tai nạn, cửa nhà tàn phá, vườn ruộng tan hoang. Nói ra xót ruột đau lòng, ai là người không muốn xả thây moi ruột những quân tàn ác ấy. Quân Mông Cổ làm cho phú tay tàn ác, rồi lại tiến quân đuổi theo đến bến Đồng Bộ Đầu, tức thuộc huyện Thượng Phúc, Hà Nội. Vua lui quân về sông Thiên Mạc, thuộc về phủ Lý Nhân. Hưng Đạo Vương bấy giờ tuy được dự cầm quân, nhưng quyền chính còn do tự thái sư Trần Thủ Độ và thái úy Trần Nhật Hiệu. Thủ Độ cũng là một tay tài cán giỏi, hết lòng lo việc nước. Nhật Hiệu thì tiếng là hoàng thân, cầm quyền triều đình, mà trí mưu thì kém, lắm lúc nguy hiểm không có tài ứng biến. Khi ấy, vua thấy quân Mông Cổ mạnh thế, quân mình đã nguy núng đến nơi, ngự thuyền đến hỏi Nhật Hiệu xem có kế gì không. Nhật Hiệu đang ngồi đầu thuyền, thấy vua hỏi, không biết nghĩ ra làm sao, mới cầm cái bơi chèo viết xuống nước hai chữ "Nhập Tống", là có ý khuyên vua chạy sang Tống. Vua lại hỏi: Thế quân Tinh Cương ở đâu? Tâu bệ hạ đòi chúng nó không đến nữa. Vua bực mình, quay thuyền đến hỏi Trần Thủ Độ. Thủ Độ thì gan vẫn vững mà ứng biến lại nhanh, liền tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Vua thấy nói cứng cỏi, bấy giờ cũng hơi vững dạ. Đó là: Chỉ vì bền lòng lo việc nước, mới hay phá giặc lập công to. Chưa biết sự thể về sau thế nào, nghe hồi sau phân giải. Hồi thứ hai. Khéo dùng mưu, thế bại thành thế thắng. Chịu thông hiếu, cuộc chiến đổi cuộc hòa. Bấy giờ vua Thái Tông đóng quân ở sông Thiên Mạc, cự nhau với quân Mông Cổ non nửa tháng. Sực lại có hai sứ giả của Ngột Lương Cáp Thai sai đến dụ hàng. Vua giận quân Mông Cổ độc ác, sai trói sứ giả đuổi về. Liền hội các quan thương nghị kế phá giặc. Trần Thủ Độ hiến kế rằng: Quân Mông Cổ tự khi sang đây, đánh trận nào được trận ấy, tướng sĩ sinh bụng kiêu căng, coi ta rẻ rúng, chắc không phòng bị. Vậy đêm hôm nay xin đến cướp trại giặc thì tất phá được. Vua nghe lời, sai Thủ Độ, Nhật Hiệu, Lê Phụ Trần lĩnh 5.000 quân, dẫn 50 chiến thuyền, kéo từ đấy lên bến Đồng Bộ Đầu. Một mặt sai Hưng Đạo Vương dẫn 30.000 quân mã men bờ sông tiến lên, còn vua tự dẫn 30.000 quân tiếp ứng. Chiều vàng vàng mặt trời, Thủ Độ truyền quân ngả cờ im trống, dần dần tiến lên bến Đồng Bộ Đầu. Bấy giờ vào đầu hạ tuần tháng Chạp, thuyền đi mặt nước lấp loáng bóng trăng, mấy chòm u uất bóng cây xanh, một dải mênh mông màu lụa trắng, bốn bể lặng ngắt, thuyền đi vùn vụt như tên. Khi canh hai gần đến trại giặc, cách 3 dặm mặt sông, gặp 10 chiếc thuyền tuần tiễu của giặc, mỗi thuyền ước chừng 30 người. Thủ Độ nổi hiệu còi, dàn thuyền vây, bắt được 8 chiếc, còn 2 chiếc chạy thoát về phi báo. Thủ Độ thúc thuyền bơi ùa vào đuổi mãi đến tận trại giặc. Quả nhiên, giặc không phòng bị trước. Lê Phụ Trần trước hết xông vào, phóng hỏa đốt thuyền giặc. Quan quân dàn thuyền ra 3 mặt đánh thốc vào. Quân Mông Cổ đương giấc ngủ mê, choàng đứng dậy, kinh hồn thất đảm, xô xát, dẫm nhau, kẻ thì chạy lên bờ, kẻ thì nhào xuống sông, chỉ tìm đường thoát thân, không ai bụng nào kháng cự. Đêm hôm ấy, trên mặt sông, lửa sáng rực trời, chống đánh vang sông. Ngột Lương Cáp Thai ở trại trên cạn, vội vàng thúc quân xuất chiến thuyền ra đánh, lại gặp phải đại quân của vua Thái Tông vừa đến, hợp binh đánh giết. Quân Mông Cổ chết hại rất nhiều. Ngột Lương Cáp Thai thấy núng thế, lại kéo quân lên bộ tháo đường chạy. Quan quân chia làm 2 mặt, một mặt đánh dưới sông, một mặt lên bộ đuổi theo. Ngột Lương Cáp Thai dẫn bại quân tất tả cắm đầu chạy. Đến đầu canh tư, bỗng thấy một tiếng pháo nổ, lửa cháy bùng bùng, quân ở đôi bên đường kéo ra đánh. Ngột Lương Cáp Thai trông thấy hiệu cờ Hưng Đạo Vương, cố sức chống cự một hồi, rồi vừa đánh vừa lui, chạy thoát vào thành Thăng Long. Thuyền giặc phần bị cháy, phần bị đắm mất nhiều, chỉ chạy thoát được một ít mà thôi, còn bao nhiêu thì bị quan quân bắt được cả. Sáng hôm sau, vua Thái Tông đốc quân thắng trận lên sông Phú Lương, khôi phục kinh thành. Ngột Lương Cáp Thai rút quân lên mặt Thượng Du. Vua Thái Tông thu phục kinh đô, mở tiệc khao thưởng các tướng, phổ dụ 3 quân, cất Lê Phụ Trần làm ngự sử đại phu và gả thiên thánh công chúa họ Lý cho. Vua lấy lời an ủi rằng: Trẫm khen ngươi cả gan xông đột, nếu không có ngươi thì sao có lúc bây giờ. Vậy ngươi nên gắng sức thêm lên để cùng hưởng sung sướng với nhau mãi mãi. Lê Phụ Trần lại tạ ơn vua. Vua lại xá tội cho tên tiểu hiệu Hoàng Cự Đà. Nguyên khi trước, vua có ban cho Tả Hữu, mỗi người một quả muỗng. Hoàng Cự Đà không được, mang lòng căm tức. Đến khi đại quân cự nhau với quân Mông Cổ ở Đông Bộ Đầu, Cự Đà đi một chiếc thuyền lẻn về trước. Đi đến sông Hoàng Giang, thuộc về huyện Nam Sang, thì gặp thái tử đi thuyền ngược lên. Cự Đà bơi thuyền lánh vào ven bờ. Quan quân trông thấy gọi to lên rằng: "Quân Mông Cổ ở đâu?" Cự Đà vốn lòng căm tức đã lâu, nhân dịp nói cho hả, liền đáp lại rằng: "Không biết, hỏi những thằng ăn muỗng ấy." Thái tử nổi giận, muốn bắt trị tội ngay, nhưng còn mắc việc đánh giặc là quan hệ hơn, vậy mới để tội ấy không hỏi vội. Đến khi nay bình định đâu đấy, thái tử xin bắt tội Cự Đà. Vua thương hại đứa ngu dại, vì một miếng ăn nên oán, coi quả muỗng to hơn quả núi Tản Viên. Quên bụng trung vua yêu nước, dù có giết đi cũng chẳng làm gì. Vậy vua xá tội cho thân sâu bọ ấy, để cho khi khác biết khôn đánh giặc mà chuộc tội. Nói về Ngột Lương Cáp Thai, kéo quân về mặt Thượng Du, qua địa phận Hưng Hóa để về Vân Nam. Khi qua một cánh rừng, bỗng thấy hai bên sườn núi chống đánh thùng thùng, rồi thấy một đội quân mã ước chừng 3.000 người, đầu đội nón buồm, mình mặc áo xanh, mỗi người tay cầm một đồ binh khí, lưng đeo một bộ cung tên, kéo tràn xuống núi. Một tướng đi đầu, mắt lồi, râu rậm, mặt xàm xạm đen, tướng dữ như cọp, một tay cầm lá mộc, một tay cầm mã đao, quất ngựa xông vào, quát lên rằng: "Quân kia đi đâu?" Ngột Lương Cáp Thai sai tên tỳ tướng múa thương ra đánh, vừa nhảy vào thì bị tướng ấy chém quay xuống ngựa. Quân Mông Cổ kéo bừa vào đánh, quân bên kia bắn tên ra như mưa. Trên đầu tên có thuốc độc, ai hơi tin phải thì buốt vào đến xương rồi chết. Hai bên đánh nhau lộn bậy một hồi, Ngột Lương Cáp Thai tháo đường chạy được thoát. Quân Mông Cổ chết hại rất nhiều. Tướng ấy nguyên là chúa trại Quy Hóa, họ Hà tên Bổng, xưa này vẫn là người hùng dũng vùng ấy. Hà Bổng biết tin quân Mông Cổ thua trận, tất dò đường ấy về Tàu, cho nên hợp tập quân Mường, đón đường đánh chẹn ngang. Ngột Lương Cáp Thai dẫn quân về Vân Nam, Hà Bổng thì sai người về Kinh Đô báo tin thắng trận và nộp các đồ bắt được của giặc. Vua thấy người can đảm hùng dũng làm vậy, cả khen và phong cho Hà Bổng tước hầu, lại ban thưởng cho rất hậu. Quân Mông Cổ từ khi thua trận ấy trở về, phần là thua thì sinh chán, phần là mới lấy được Vân Nam, chỉ mong về cho chóng, không bụng nào tranh chiếm gì nữa, cho nên đi đến đâu không nhũng nhiễu gì đến dân sự. Dân thì còn biết bụng giặc là thế nào, thấy nó không quấy nhiễu thì cho là giặc hiền lành, nhân đức, gọi là Phật tặc, nghĩa là giặc hiền như bụt. Vua Thái Tông bình định xong giặc Mông Cổ, sai sứ sang Tống Triều thông hiếu, cống một đôi tượng. Vì bấy giờ nước ta vẫn phải cống về Tàu. Mông Cổ thấy vậy cũng sai sứ sang bắt ta phải cống. Vua nghĩ nước mình nhỏ hẹp, mà Mông Cổ tuy tạm thua một lúc nhưng vẫn có thể hùng cường, mà mình không có thể cưỡng mãi được. Nghĩ như thế mới sai Lê Phụ Trần sang sứ, định 3 năm xin nộp cống một lần. Tháng 2 năm Mậu Ngọ, vua nhường ngôi cho Thái tử Hoàng. Thái tử lên ngôi, tức là vua Thánh Tông, cải niên hiệu gọi là Thiệu Long, tôn vua cha lên làm Hiển Nghiên Thánh Thọ Thái Thượng Hoàng Đế. Vua Thánh Tông lên ngôi, phong em là Quang Khải. Còn thứ hai vua Thái Tông làm Chiêu Minh Đại Vương, cướt Nguyễn Giới Huân làm Đại Hành Khiển, Lê Phụ Trần làm Thủy Quân Đại Tướng Quân. Năm Canh Thân, niên hiệu Thiệu Long thứ ba, tức năm Cảnh Thịnh thứ nhất nhà Tống và năm Trung Thống thứ nhất vua Thế Tổ nhà Nguyên. Lịch Tây là 1260. Mông Cổ sai nạp Xích Dinh mang chiếu thư sang dụ rằng: "Khi trước sai sứ sang thông hiếu, dám giam chấp lại không cho về, cho nên năm ngoái mới sinh việc binh nhung. Khi sau cho hai sứ sang Chiêu An, lại dám trói mà đuổi về, nay lại cho sứ sang Khai Dụ lần nữa. Nếu biết đổi dại, dốc lòng nội phụ thì phải thân sang chầu. Vua Thánh Tông tiếp được thư, phục thư lại rằng: đợi khi nào có chiếu mạng đưa đến, sẽ xin sai tử đệ vào làm tin. Nguyên Thế Tổ tiếp được thư trả lời, bèn sai lễ bộ lang trung là Mạnh Giáp và viên ngoại lang là Lý Văn Tuấn lại đem thư sang dụ rằng: phàm các quan liêu, sĩ, thứ bên An Nam, áo, mũ, phép tắc, mặc y cho tuân tục bản quốc. Trung Quốc cũng đã dặn bảo các quan ngoài biên cương, cấm không được tự tiện xâm nhiễu, vậy cứ yên trị như xưa. Vua nghĩ nước mình nhỏ, quy hồ giữ được trong nước yên ổn, không ai xâm phạm đến quyền mình thì thôi. Và lại, việc thông hiếu cũng là việc thường, mà người ta đang mạnh thế, mình cũng không thể vượt được. Ngài mới mở tiệc yến trong cung thánh tử, thế đãi bọn sứ giả, rồi lại sai đại phu là Trần Phụng Công và viên ngoại lang là Nguyễn Diễn sang xứ Mông Cổ đáp lễ. Vua Mông Cổ thấy nước ta xử tử tế, chịu phục, mới sai sứ đem sắt sang phong vương cho vua Thánh Tông và ban thưởng 3 cuốn gấm Tây Thục, 6 cuốn gấm hoa vàng, định cho nước ta 3 năm phải một lần vào cống, mỗi lần cống phải nộp vài người nho sĩ và thầy thuốc, thầy bói, thầy toán số, thầy thuyền, mỗi hạng 3 người, lại phải cống đồ sản vật như các hạng trầm hương, sừng tê, chân trâu, đồi mồi, vân vân. Lại sai nạp xích đinh sang làm đại lộ hoa xích, tiếng Mông Cổ tức là quan trưởng ấn, để giám trị các châu quận nước Nam. Vua sai Dương An Dưỡng sang Mông Cổ tạ ơn. Mông Cổ lại tặng thêm một bộ đai ngọc, theo lụa và các vị thuốc. Vua tuy sợ thế Mông Cổ, bất đắc dĩ phải chịu nhún, nhưng vẫn có bụng căm tức. Tháng 3 năm Nhâm Tuất, vua xuống chiếu hội tập các tướng và quân sĩ các nơi, tập chiến trận ở bãi Phù Sa sông Bạch Hạc, thuộc về tỉnh Vĩnh An, sửa sang đồ khí giới, chế tạo chiến thuyền, có ý dự phòng việc chinh chiến. Bấy giờ Thái sư Trần Thủ Độ đã già yếu lắm, đương mùa tháng Chạp, trời bỗng nhiên nổi bão to, cây cối đổ ngổn ngang, dân gian tàn hại, mà Thủ Độ phải bệnh mỗi ngày một nặng thêm, đến tháng Giêng năm sau thì mất. Thủ Độ tuy là người thiện học, thờ nhà Lý, thì thực là một tay gian hùng tàn ác, nhưng đến làm tôi nhà Trần thì lại ra người hết lòng hết sức mấy vua, mà cầm quyền thì rất là công bình. Vua Thái Tông được thiên hạ toàn là mưu mô tự Thủ Độ cả. Về sau, Thủ Độ vững lòng lo việc nước, khiến cho nhà nước nguy lại yên, kể ra thì cũng là một tay tài cán giỏi. Có thơ khen rằng: sóng gió đùng đùng vận hiểm gian, một tay xoay sở chống giang sơn, còn đầu còn vững lòng lo nước, ấy mới anh hùng, ấy mới gan. Năm Bính Dần thứ 9, tức niên hiệu Hàm Thuần thứ 2 nhà Tống và Chí Nguyên thứ 3 nhà Nguyên, lịch Tây là 1266. Mông Cổ sai sứ đến ban chiếu cải nguyên và ban lịch mới năm ấy. Tháng 2, vua lại sai Dương An Dưỡng sang xứ Mông Cổ, xin định lại các thứ nộp cống và xin miễn cho không phải cống các hạng nho sĩ, bói toán, thợ thuyền. Lại xin lưu lạp xích đinh làm đạt lộ hoa xích mãi mãi. Vua Mông Cổ tuy hứa lời ưng cho, nhưng không bao lâu lại có chiếu sang bắt ta phải chịu 6 khoản sau này. 1. Phải thân sang chầu. 2. Sai con hoặc em sang làm tin. 3. Biên số dân nộp sang. 4. Phải chịu việc binh dịch. 5. Nộp thuế má. 6. Vẫn cứ đặt quan giám trị. Vua Thái Tông thấy Mông Cổ bắt phải chịu 6 khoản như thế, tuy ngoài mặt vâng lời nhưng vẫn dùng rằng không chịu. Cách 2 năm sau, Mông Cổ lại sai Hốt Lung Hải Nha sang thay cho nạp xích đinh làm đạt lộ hoa xích, mà Trương Đình Trân thì làm phó đạt lộ hoa xích. 2 người mang chiếu thư của vua Mông Cổ đến. Vua nhận chiếu không bái mạng mà cũng không xuống chào mời bọn sứ thần. Vua bảo với bọn ấy rằng: các ngươi là một chức quan, ngang hàng thế nào được với ta? Trần Đình Trân nói rằng: Chúng tôi tuy làm quan, nhưng là người của thiên tử. Người của thiên tử tuy rằng nhỏ, cũng còn ở trên hàng vua chư hầu. Vua nghiễm nhiên không đáp lại. Bọn ấy biết ý vua không nghe, tự trở ra về. Không bao lâu, tòa trung thư bên Mông Cổ lại viết thư sang dẫn nghĩa Xuân Thù nói: Nguyên là Trung Quốc, mà Nam Việt là chư hầu, nghĩa tất phải kính trọng thiên sứ. Vua cũng nhất định không chịu, sai Lê Đà và Đinh Củng Viên sang xứ Mông Cổ biện bác nghĩa ấy. Lê Đà, Đinh Củng Viên, hai người đều có tài ứng đối. Khi ấy phụng mệnh đi sứ, sang đến triều đình Mông Cổ, vua Mông Cổ mắng rằng: Các ngươi là sứ thần Nam Man có phải không? Lê Đà tâu rằng: Tâu thiên triều hoàng đế, mọi giờ mới gọi là Man. Nước chúng tôi là nước văn hiến, không tranh bờ lấn cõi nước nào mà cũng không hà hiếp ai, không gọi là Man được. Chúng tôi là sứ thần Nam Quốc, chứ không phải sứ thần Nam Man. Vua Mông Cổ thấy nói có ý xỏ xiên, tức giận, quát mắng: Nam chúa nhà các ngươi không biết sức mình, làm sao dám ngạo nghễ cả với thiên triều. Chúa chúng tôi cũng chịu thiên triều là to lớn hơn mới phải cống hiến, sao gọi là ngạo nghễ? Vậy chớ sao chiếu thư đến không lạt mà lại không kính trọng sứ thần. Lễ bái chẳng qua là hư văn, che mặt thế gian ở ngoài. Chúa chúng tôi kính trọng thiên triều là cốt tự trong lòng. Thiên triều nếu xử nhân đức với ngoại quốc, thì dù chẳng lễ nhưng vẫn kính trọng muôn phần. Nếu không có bụng kính trọng, thì cho rằng bày hương án áo mũ lễ thì thộp cũng chẳng ra gì. Còn như sứ thần, chẳng qua là một người của thiên triều sai sang. Hoàng đế là vua một nước lớn, chúa tôi cũng là vua một nước nhỏ. Có chịu thì chỉ chịu kém hoàng đế mà thôi, có nhẽ đâu lại phải kém cả đầy tớ của thiên triều nữa. Vua Mông Cổ thấy hai người cãi gàn, lại càng giận lắm, hầm hầm quát rằng: Quân ta đi đến đâu, tan vỡ đến đấy. Chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, chúng bay có biết không? Đinh Củng Viên tâu rằng: Hoàng đế đem nhân nghĩa ra trị thiên hạ, thì ai chẳng kính phục. Nếu chỉ cậy binh hùng tướng dũng, thì nước nào chẳng có binh có tướng, có sông núi hiểm trở. Nước chúng tôi tuy nhỏ mọn, cũng đủ binh tướng cho ra tiếp ứng quân của thiên triều. Vua Mông Cổ thấy hai người ứng đối cứng cỏi, mà nói cũng có nhẽ dễ nghe, biết là không ăn hiếp nổi, mới dịu sắc mặt dụ rằng: Các ngươi nói tuy có nhẽ, nhưng phép xưa nay có chiếu mạng thiên triều đến thì phải lạy, mà phải trọng đãi sứ thần. Nếu từ sau còn cưỡng nữa, thì trẫm sẽ cất quân đến hỏi tội đó. Hai người lại từ trở ra. Sáng hôm sau, Mông Cổ mở một tiệc yến trên chòi cao. Chòi có một cột cao 10 trượng, ở trên cắm một đôi tản, mời hai sứ lên ăn yến. Hai người biết Mông Cổ muốn thử tài, không lên thì tất bị chúng cười, mới trèo thang lên ăn yến. Vừa lên khỏi, quân Mông Cổ ở dưới cất thang, hai người cứ vững vàng ăn uống như không, no say đâu đấy. Mỗi người cầm một cái tàn, từ trên trời nhảy xuống, tàn hứng gió, cứ từ từ xuống đấy. Quân Mông Cổ ai cũng chịu là có chí. Mông Cổ thấy vậy, lại bắt hai người giam vào một cái chùa, không cho thức ăn gì cả, khóa kín cả bốn bề, hẹn rằng hết 1 tháng thì cho ra. Hai người ở trong chùa chỉ thấy có 2 ông bụt và 1 chum nước. Lê Đà bảo với Đinh Củng Viên rằng: Có nước thì tất phải có cái. 2 ông bụt này chắc là đồ ăn của ta đây. Hai người mới bẻ ra xem, thì quả nhiên bụt là bằng bột nhào với đường, ngoài thì sơn son thếp vàng. Hai người từ đó mỗi bữa bẻ dần ra ăn, rồi múc nước trong chum ra uống. Đầy 1 tháng, quân Mông Cổ mở cửa ra xem, thì thấy hai người vẫn mạnh khỏe, mà bột thì biến mất. Quân Mông Cổ hỏi rằng: Chớ nào 2 ông bụt trong chùa đâu? Hai người thưa rằng: Nhân sinh thành Phật, Phật tử thành nhân. 2 ông bụt ấy tức là 2 chúng tôi ở đây. Quan Mông Cổ vỗ tay cười ầm cả lên, khen hai người có tài ứng biến, mới tâu với vua Mông Cổ cho về. Từ bấy giờ, đôi bên lại hòa hiếu như trước. Sang năm Tân Mùi, Mông Cổ cải quốc hiệu, gọi là Đại Nguyên, sai sứ sang dụ vua Thái Tông vào chầu. Vua từ rằng mệt yếu không đi được. Tháng 4 năm sau, Nguyên sai sứ sang hỏi cột Đồng Trù ở thời Mã Viện dựng lên về xứ nào. Vua sai viên ngoại lang là Lê Kính Phu hội đồng với quan Nguyên đi khám, tìm ra lâu ngày không thấy, rồi nói là cột ấy lâu năm đã mất, nay không tưởng về xứ nào. Việc ấy rồi cũng thôi. Cách 3 năm sau, Nguyên lại sai Diệp Thức Nghê sang thay làm Đạt Lộ Hoa Xích. Nhân dịp ấy, vua sai sứ sang Nguyên thương thuyết rằng chức Đạt Lộ Hoa Xích nên đặt vào các nước mưởng dợ, chứ như bản quốc là một nước chư hầu, nhẽ đâu lại sai quan giám trị. Vậy xin đổi chức ấy gọi là sứ dẫn tiến. Nguyên không nghe, lại tranh phải chịu 6 khoản triều cống kể trước, và có ý muốn nhân sự ấy gây việc binh đao, thường thường sai quân đi tuần kiểm xem xét địa thế. Đó là Thông Hiếu muốn yên trong một nước, Thị Hùng lại trực ép muôn phần. Chưa biết đôi bên rồi ra làm sao, xin nghe hồi sau phân giải.